khán giả của kênh Tin Tức Sao Việt. Hà Đa rất hy vọng rằng trong những phút tiếp theo của chương trình thì quý vị sẽ có những giây phút thật sự thư giãn và thoải mái. Nhưng quý vị cũng đừng quên bấm nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những tin tức mới nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Nhã Phương lần đầu tiết lộ về cuộc sống thay đổi hoàn toàn sau khi lấy Trường Giang. Những chia sẻ của Nhã Phương nhanh chóng nhận được nhiều sự đồng cảm từ khán giả và bạn bè. Sau khi chính thức về chung một nhà vào cuối tháng 9 2018, thời gian qua vợ chồng Trường Giang Nhã Phương luôn thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ. Trong khi Trường Giang liên tục trêu đùa than thở, phe vợ mạnh hơn, thậm chí bị vợ siết chặt tài chính khiến anh ra đường không có một xu trong túi, thì Nhã Phương lại tỏ ra khá kín tiếng. Mới đây, nữ diễn viên tuổi thanh xuân bất ngờ chia sẻ tấm ảnh chụp cùng bố mẹ và các anh chị em gái kèm theo những dòng tâm sự về cuộc sống thay đổi sau gần một năm kết hôn. Theo đó, Nhã Phương thú nhận trước đây vì quá mải mê làm việc nên cô thường vắng mặt trong các dịp tụ họp gia đình. Cuộc sống vất vả với những chuyến công tác triền miên khiến nữ diễn viên ít có thời gian dành cho người thân. Tuy nhiên, sau khi kết hôn với Trường Giang, người đẹp đã giác ngộ được nhiều điều nên đã có giây phút thảnh thơi và cơ hội đi du lịch cùng bố mẹ và các anh chị em. Nhã Phương viết, ngày trước chỉ chăm chăm đi làm, mỗi lần đến ngày cả nhà tụ lại thì thường vắng mình, lúc thì đang trên đường đi Hạ Long, lúc thì còn đang bên hàng, lúc thì má ơi con đang bận nha, đến khi nhìn lại mới thấy ba má đã không còn khỏe như xưa, chị em thì đã có gia đình riêng hết cả. Để đông đủ thật khó, với người đẹp, gia sản hay sự nổi tiếng lúc này không thể sánh bằng tình cảm ruột thịt. Chính vì vậy mơ ước của cô to lớn nhất nhưng lại vô cùng giản dị. Giờ bản thân không cầu gì, chỉ mong ba má anh chị em có nhiều sức khỏe bình an để đi cùng nhau thật dài. Cùng với những dòng tâm sự, Nhã Phương nhắn nhủ tới mẹ, cả nhà luôn bên má nè, không có gì để sợ, chỉ sợ không thể đi cùng nhau. Trước đó, Nhã Phương từng thổ lộ trên fanpage những suy nghĩ về cuộc sống của người phụ nữ khi có gia đình. Đến khi thành vợ chồng rồi mà vì áp lực công việc, đôi khi người chồng lại thiếu một chút tinh ý. Thấu hiểu vợ mình dễ dẫn đến những mâu thuẫn trong gia đình. Chưa kể sau này có con thì còn nhiều áp lực mâu thuẫn hơn, dễ dẫn đến sự tranh cãi không đáng có nữa. Phụ nữ dùng làm người yêu hay làm vợ, làm mẹ thì vẫn mong muốn được người chồng của mình yêu thương, quan tâm, nhẫn nại lắng nghe để hiểu nhau hơn thôi. Phụ nữ sinh ra xứng đáng để được yêu thương và trân trọng, bà xã Trường Giang tâm sự. Với riêng nữ diễn viên, trong thời gian gần một năm sau khi kết hôn, cô vẫn giữ kín chuyện sinh con nhưng luôn khiến fan an tâm vì tình cảm bền chặt với ông xã. Trong dịp sinh nhật hồi tháng 5 vừa qua của Nhã Phương, Trường Giang cũng tỏ ra hết sức cưng chiều và tổ chức tiệc sinh nhật cho bà xã hoành tráng như đám cưới. Tại sự kiện, Nhã Phương cũng gây bất ngờ không kém khi tuyên bố lấn sân lĩnh vực kinh doanh sau 10 năm hoạt động nghệ thuật. Nhã Phương tâm sự, ông xã Trường Giang là người đã hỗ trợ hết mình khi cô lấn sang lĩnh vực kinh doanh. Hướng đi mới trong sự nghiệp có lẽ giúp Nhã Phương tự tin hơn về cuộc sống riêng, cũng như cân đối thời gian cho gia đình. Chúc mừng đồng nghiệp nhưng cách biểu đạt thiếu duyên, loạt mỹ nhân Việt bị dân mạng ném đá sắp mặt. Ngày 9 tháng 7 vừa qua, Đông Nhi chính thức nhận lời cầu hôn ông Cao Thắng. Sau chặng đường yêu 10 năm đằng đẵng, cặp đôi đình đám của làng giải trí Việt chuẩn bị về chung một nhà, khiến nhiều người hâm mộ vô cùng phấn khích. Em đồng ý được cùng anh đi đến cuối cuộc đời, cũng đã đến ngày em trở thành cô dâu. Đông Nhi chia sẻ lên trang cá nhân, đính kèm là hình ảnh chiếc nhẫn cầu hôn cùng gương mặt rạng ngời của đôi uyên ương. Tấm hình được giọng ca Bad Boy đăng tải bất ngờ trở thành nguồn cảm hứng cosplay cho cư dân mạng. Không riêng gì khán giả, đồng nghiệp, bạn bè cũng nhiệt tình hưởng ứng và bày tỏ mong muốn sớm được nhận thiệp hồng từ Đông Nhi ông Cao Thắng. Từng hoạt động trong nghề và có quen biết Đông Nhi, Dương Yến Ngọc không quên đăng đàn chúc mừng hạnh phúc đàn em. Tuy nhiên, status của cụ người mẫu lại bị ném đá tơi tả. Nhiều người nhận xét lời chúc mừng của Yến Ngọc kém duyên, sân si khi đào xới quá khứ của nữ ca sĩ. Tôi biết phải gặp Đông Nhi cách đây 10 năm, khi ấy Đông Nhi xấu hát dở, không có tố chất ngôi sao để các bầu show có niềm tin lăng xê. Lúc đó nghe phong phanh Đông Nhi đang quen ông Cao Thắng. Gặp ông Cao Thắng tôi càng không hiểu tại sao hai người yêu nhau, vì ông Cao Thắng đẹp trai lãng tử con nhà giàu. Gần đây khi Đông Nhi nổi tiếng thành công tình yêu trọn vẹn, tôi nể thật sự. Đông Nhi có nội lực, ý chí mạnh mẽ, tư duy tốt, chỉ số thông minh cao, chỉ số may mắn cao, khiêm tốn, ham học hỏi. Đông Nhi xứng đáng là tấm gương cho mọi người noi theo. Để thực hiện được giấc mơ của mình, chúng ta phải cố gắng gấp 200 lần người bình thường. Kiên trì, kiên trì, kiên trì và kiên trì. Chính nỗ lực mạnh mẽ như thế sẽ kết tinh, thành năng lượng, giúp bạn tỏa sáng như một ngôi sao, cụ mẫu họ Dương viết.
Công khai quá khứ vừa xấu vừa kém cỏi của Đông Nhi trong lời chúc, Dương Yến Ngọc trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội. Trước Dương Yến Ngọc, nhiều sao Việt cũng từng nhận gạch đá vì gửi lời chúc mừng được cho là kém duyên, thiếu suy nghĩ. Hòa Minzy, tháng 1 2019, Võ Hạ Trâm lên xe hoa với danh nhân người Ấn Độ. Là chị em thân thiết với Võ Hạ Trâm, Hòa Minzy cũng tham dự lễ cưới dù đến khá trễ. Ồn ào xảy ra khi Hòa Minzy tự tin khoe việc bản thân ăn mặc lồng lộn, thậm chí có phần lấn át nhan sắc cô dâu trong ngày cưới. Thực ra Hòa đã nói chị Trâm là không đến được do kẹt lịch ghi hình, nhưng rồi ghi hình xong sớm nên Hòa đã quyết định đến tham dự ngay. Đây là bộ trang phục để ghi hình chứ không phải để dành riêng cho chị Trâm hôm nay đâu. Chị cũng đừng quá vui vẻ và hạnh phúc khi em quá xinh đẹp trong ngày hôm nay. Em sẽ không tranh spotlight của chị đâu. Hôm nay chị sẽ là người đẹp nhất, giọng ca gốc Bắc Ninh hồ hởi. Nhắn nhủ Võ Hạ Trâm. Chị cũng đừng quá vui vẻ và hạnh phúc khi em quá xinh đẹp trong ngày hôm nay. Hòa Minzy bị chê bai phát ngôn kém duyên trong ngày trọng đại của đàn chị. Trước phản ứng từ dân mạng, Võ Hạ Trâm lên tiếng bảo vệ đàn em. Chụp ảnh tin nhắn chị yêu của em phải hạnh phúc nha. Từ Hòa Minzy, Hạ Trâm nhắn nhủ. Con em mình nó đáng yêu thế mà cứ mắc cái nghiệp thị phi. Thôi hãy cứ đáng yêu và tâm trong sáng. Mọi thứ sẽ tốt dần theo thời gian em chị nhé. Phi Thanh Vân, thời điểm Hương Giang đăng quang Miss International Queen 2018, Phi Thanh Vân là một trong những đàn chị gửi lời chúc mừng tới tân hoa hậu. Thay vì chúc ngắn gọn, Phi Thanh Vân lại mất đến cả vài phút để trình bày, diễn giải và sử dụng ca dao tục ngữ theo phong cách không giống ai. Khi biết em đăng quang hoa hậu chuyển giới quốc tế, thật sự tôi cảm thấy rất vui. Vui ở đây vì tất cả những sự hy sinh của em hiện tại đã gặt hái được thành công. Cuộc sống các cụ ngày xưa hay có câu, gieo nhân nào gặt quả đó, em đã cố gắng hết sức, nỗ lực hết sức và bây giờ đang gặt hái quả ngọt. Quả ngọt này do chính em là người đã gieo ngay từ đầu. Phi Thanh Vân chúc em lúc nào cũng mãi xinh đẹp, may mắn, hạnh phúc và thành công. Tôi mãi mãi yêu em, yêu tất cả mọi người. Phi Thanh Vân nhắn gửi, ngoài lời chúc lê thê, Phi Thanh Vân khiến dân mạng bật cười vì lỗi sai ngớ ngẩn. Gieo nhân nào gặt quả đó chủ yếu được sử dụng trong những trường hợp ác giả ác báo, không rõ vô tình hay cố ý, Phi Thanh Vân lại biến tấu câu tục ngữ mang hàm ý nhân quả theo hướng tốt đẹp. Lý do khán giả tranh cãi gay gắt đòi công bằng cho Trấn Thành ở Renaman. Chương trình truyền hình thực tế đang được yêu thích số 1 tại Việt Nam bất ngờ bị fan quay lưng chỉ vì lý do này. Suốt chặng đường đi đến những tập cuối cùng, Renaman phiên bản Việt mùa đầu tiên luôn nhận được lượt xem khủng cùng với đa số phản hồi tích cực từ khán giả. Tuy nhiên, tập 14 mới phát sóng lại vừa gây nhiều tranh cãi giữa các fan vì kịch bản chương trình. Cụ thể, đây là game show thực tế mang tính giải trí cao. Các thành viên tham gia chương trình cũng trên tiêu chí vui vẻ hài hước, mang đến cho khán giả những cảm xúc thật nhất của bản thân. Nhưng điều khiến khán giả ức chế chính là phần thi xé bản tên, cái kết của mỗi tập. Trong tập này, Đông Nhi và Song Luân chính là hai khách mời được fan hâm mộ hết lòng ủng hộ khi lộ diện tại Chạy Đi Chờ Chi. Đông Nhi cũng khiến fan không hề thất vọng khi chứng tỏ độ chịu chơi lăn xả trong mọi thử thách ở tập này. Vì số thành viên sẽ tham gia trong tập này lên đến 9 thành viên, vì vậy thứ tự các đội được phân chia, đội tím Trấn Thành Ngô Kiến Huy BB Trần, đội cam Đông Nhi Trun Phạm Trương Thế Vinh, đội xanh Ninh Dương Lan Ngọc Song Luân Liên Bình Phát. Sau nhiều phần chơi gây cấn và phần xé bản tên vô cùng khốc liệt, sau chiến thắng gọi tên Đông Nhi. Tuy nhiên, việc Liên Bình Phát liên tục nhường thành viên nữ bằng cách chấp cả hai tay hay Song Luân không thể xé bản tên Đông Nhi vì lý do hài hước, sợ bị cắt tiền lương cũng gây nhiều ý kiến trái chiều. Nhưng hành động Liên Bình Phát liên tục nhường thành viên nữ bằng cả hai tay, Song Luân cũng nhường Đông Nhi khiến fan bất bình vì nỗ lực của Lan Ngọc. Nhiều bình luận để lại với hành động của hai nam thần Renaman bản Việt. Vấn đề mình không hài lòng nhất chính là việc Liên Bình Phát và Song Luân lại nhường cho Đông Nhi thắng, mặc kệ những nỗ lực của Lan Ngọc, trong khi hôm nay đội xứng đáng nhất thuộc về đội xanh. Từ lúc bắt đầu tập này, mình cũng hy vọng một trong hai đội cam hoặc xanh sẽ chiến thắng, vì đội tím đã có nhiều huy hiệu rồi, một khán giả nêu bình luận nhận được hàng trăm sự đồng tình. Ở một diễn biến khác, Trấn Thành trong game show này được gọi với biệt danh là Khủng Long. Đây cũng là thành viên khiến các thành viên khác phải dè chừng khi đối mặt với độ nhanh nhạy và sức trâu của Trấn Thành. Vì vậy, từ những tập đầu tiên, các thành viên đã lập khẩu hiệu tiêu diệt Trấn Thành và thường xuyên liên minh tiêu diệt đối thủ đáng gờm này trong phần xé bản tên. Trong tập này cũng vẫn là kế hoạch liên minh giữa đội xanh và đội cam. Nhưng hình ảnh Trấn Thành không thể phản kháng trước ba chàng trai lực lưỡng, Liên Bình Phát, Song Luân và Trương Thế Vinh khiến khán giả không thể không lên tiếng. Đúng là Trấn Thành mạnh nên liên minh lại tiêu diệt Trấn Thành, nhưng có 14 tập mà hết mấy tập làm vậy rồi cảm thấy mất vui. Mấy tập trước xem rất vui nhưng tập này thấy thật bất công với đội tím. Liên minh gì mà 6 người với 3 người vậy?
Phần xé bản tên cứ liên minh rồi xé Trấn Thành hoài, xem nhàm quá, mất vui phần chơi, được cho là hấp dẫn nhất. Nhiều ý kiến bên vực Trấn Thành vì luôn là mục tiêu lớn nhất của các thành viên. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến lại cho rằng việc liên minh trong một game show thực tế là tạo nên những tình huống bất ngờ và các đội chơi vẫn giữ được tinh thần vui là chính, không quan trọng thắng thua. Thấy mọi người trách sao loại Trấn Thành trước. Đây là một chương trình thực tế, nếu là các bạn chơi, các bạn cũng muốn liên minh loại người mạnh nhất đầu tiên. Nếu cứ như các bạn nói thì chương trình dàn dựng luôn cho vừa lòng khán giả, một ý kiến để lại. Vẫn nhận được lượt xem khủng như những tập trước, nhưng đây là tập đầu tiên, Tournament phiên bản Việt gây tranh cãi nhiều vấn đề đến như vậy.